Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn ai ủng hộ kênh của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ngay, bình luận và chia sẻ ý tưởng cho những video tiếp theo. Một video mới sắp ra mắt, trong đó mình hỏi người Nga họ nghĩ gì về Việt Nam. Chúng ta đang đi dọc đường phố chính của thành phố Anapa, mang tên Lenin. Đường phố Lenin trải dài gần 4 cây số ở giữa thành phố Anapa. Anapa không phải là một thành phố lớn theo tiêu chuẩn của nước Nga. Người ta có thể đi bộ khắp thành phố chỉ trong 1 giờ 7 phút. Xin chào các bạn, hôm nay mình đến khách sạn ở thành phố Anapa. Khách sạn thuộc loại sang trọng và khách sạn này tên là Il Mare, tiếng Ý, nó có phiên dịch là biển. Và khách sạn này chỉ có 2 tầng nhưng mà nó nằm trên bờ biển, nó sát bờ biển. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn phòng. Trong phòng có nhiều thứ, đây là loại phòng đắt nhất trong khách sạn này. Trước hết có phòng ở bên cạnh, phòng nhỏ, phòng tắm, phòng tránh, có nhà vệ sinh, có nhà tắm này. Trong tủ này có gối, có chăn, có khăn, thậm chí có safe. Có đầy đủ mọi thứ. Rồi có một sofa, rồi tủ lạnh, tivi. Ở đây thường chỉ có ban công. Hiện tại hơi lạnh, mùa hè thì rất tuyệt vời. Nhìn ra cửa sổ, mùa hè ở đây có nhiều du khách. Bây giờ là tháng 3 cho nên ít người, không phải là mùa du lịch ở Anapa. Còn bây giờ mình sẽ vào phòng ngủ jacuzzi này, bồn tắm jacuzzi với chế độ massage và có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước. Đây là máy lọc, bên cạnh là sauna, nhà tắm hơi. Hơi nóng rồi, ấm lên, dần dần ấm lên. Giường, trên giường có nhiều đồ của chúng mình nên hơi bừa bộn. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, ngay trên bờ biển. Vào mùa hè có rất nhiều người ở đây, họ tắm nắng và bơi lội. Các quán cà phê, nhà hàng và quán bar mở cửa. Ngày nào đường bờ này cũng nhộn nhịp. Phong cảnh khá tuyệt sắc. Mùa hè sắp đến rồi và kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 10. Gần khách sạn cũng có một sở thú. Phía trước của nó có một chuồng chim với những loài chim công. Ở bên trong sở thú có gấu trúc, chuột túi, đà điểu, chuột lăng nhà, vân vân. Mình định đến tham quan sở thú này vào một trong những ngày gần đây và đăng một video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới. Có một chuyện cười của Nga về chim công. Con gái của một đàn ông thấy một chim công đực trong sở thú. Nó thật đẹp, có một đuôi sang trọng. Bên cạnh công đực là một chim công cái, có vẻ như một con gà màu xám bình thường, chỉ lớn hơn tí. Con gái hỏi ba của mình: "Con gì đây ba?" Đấy là vợ của chim công đực. Con gái nhìn chằm chằm vào chúng rồi nói: "Công đực có yêu vợ của mình không vậy?"